Som Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip hôm nay em Đạt Trần lên sóng cập bến cho các bác một chiếc đầu đọc CD Đờ Nông đời khá là cao. Em này là Đờ Nông 1650AR, một cái dòng đầu đọc cao cấp của hãng, thiết kế đẹp, hiện đại, chất âm rất tuyệt vời. 1650AR sở hữu mặt nhôm phay màu vàng chanh với cái vách nhôm rất là dày. Khay cửa đĩa cũng như là phần đèn quắc được bố trí ở vị trí chính giữa giúp cho máy trông vô cùng là bắt mắt cũng như cân đối hài hòa. Tình trạng em này còn tuyệt đẹp và di nguyên bản. Mắt đọc thì rất tốt, chất âm chi tiết tách bạch, đồng thời cái mức giá vô cùng hợp lý. Em Đạt Trần nay sẽ giao lưu cùng các bác. Mời các bác chúng ta cùng ngắm nhìn qua về cái phần mặt mũi của em 1650AR. Mặt mũi của em này còn rất là đẹp, sạch sẽ. Vàng ươm luôn. Khay cửa đĩa đây. Đấy. Ra vào thì rất là êm. Đấy. Phần đèn quắc hiển thị sáng rõ nét. Các cái núm nút ở đây thì còn rất đẹp. Tiếp theo mời các bác chúng ta sẽ xem phần chi tiết, phần nội thất của em máy này. Đây là cái tấm lắp lưng của em 1650. Đấy, em đã tháo sẵn ra rồi. Riêng cái tấm lắp lưng này thì rất là dày. Đấy, rất là dày và nặng. Đấy, không bị móp méo. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần nội thất, cấu tạo, các cái chi tiết linh kiện của em 1650AR. Dòng này thì là dòng cao cấp, sở hữu hai cái nguồn độc lập cho hai vế và âm thanh ra một cách vững vàng. Đấy, phần khay cửa đĩa được bọc đồng chống nhiễu, các cái chi tiết vỉ mạch linh kiện ở đây. Các bác thấy không? Bố trí sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nội thất thì đẹp như vừa sản xuất ngày hôm qua, khung sườn còn rất mới, không hề bị một chút han gì nào. Con này thì nói chung là hoa hậu xuất sắc cho các bác chơi. Phía đằng sau chúng ta sẽ có một đường line in và một đường line out. Đấy. Phụ kiện kèm theo của chiếc đầu này thì sẽ có một chiếc remote này, tặng các bác một chiếc remote mới này, một sợi dây nguồn xịn zin cho các bác chơi. Và giá của sản phẩm này là 7.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bên em có giao hàng đi toàn quốc các bác nhé. Và giá không bao gồm phí vận chuyển, 7.500.000 đồng. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho. Bây giờ em sẽ test thử cái phần mắt đọc để mời các bác chúng ta cùng nghe. Chất âm vô cùng tuyệt vời. Đây, em sẽ test. Các bác thấy không? Buông tay là mắt đọc ngay. Mắt đọc thì rất tốt. Mắt đọc cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Và không hề kén đĩa. Em sẽ cho các bác xem cái chất lượng một cái đĩa của em đang test. Đĩa này là một em đĩa hàng chợ này, đĩa hàng chợ. Cũng khá là cũ rồi, chảy xước khá là nhiều. Tuy nhiên em này mắt đọc tốt, em sẽ cho vào sẽ đọc ngay luôn cho các bác. Tiếng rất tốt luôn, tiếng nó tách bạch chi tiết. 7.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo nhanh tay alo cho để sở hữu chiếc đầu đọc cao cấp của đàn ông. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho và nhớ follow kênh bên em, đăng ký kênh bên em để cập nhật những sản phẩm mới nhất. Mắt đọc rất tốt phải không các bác? 7.500.000 đồng cho một em CD đẹp và đẳng cấp. Các bác có nhu cầu thì alo. Xem đẹp chưa?